Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thiên Tướng Sơ Mệnh. Kênh của mình là một kênh phân tích chỉ tay dựa trên cơ sở khoa học biện chứng khách quan. Đây là một sự kết hợp giữa hai bộ môn khoa học, đó là khoa học xem chỉ tay và khoa học biện chứng mà mình đã sáng lập kết hợp trong cái thời gian vừa qua. Mục đích của cái việc kết hợp giữa hai bộ môn khoa học này vào trong kỹ thuật xem chỉ tay, đó là mình muốn phân tích cái bàn tay dựa trên một cái cơ sở khoa học nó có một cái khả năng ứng dụng thực tiễn và với trong cuộc sống. Việc phân tích bàn tay nó cũng giống như là vẽ ra một cái bức tranh tổng thể về một cái cuộc đời của một con người vậy. Tuy nhiên nó cần phải có một sự trình tự logic, nó có khoa học và nó có một cái cơ sở lý luận thực tiễn, thì như vậy nó mới có góp phần vào cái việc đưa cái kỹ thuật xem tướng tay vào trong cái cuộc sống, vào cái nhân sinh quan của chúng ta. Thì mỗi video mình đều muốn lồng ghép vào trong đó những cái triết lý sống cũng như là những cái câu chuyện nó thực sự bổ ích để mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm mới trong cái cuộc sống của mình. Và mỗi cái video như vậy mình cũng muốn truyền tải những cái năng lượng tích cực ở trong đó để giúp cho mỗi người chúng ta sau khi xem video mình cảm thấy có một cái gì đó nó tươi vui hơn. Thì mình rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành cùng kênh YouTube của mình. Mình vẫn thường xuyên đọc tin nhắn của các bạn ở trên mọi cái trang fanpage và cũng như những cái comment của các bạn ở mỗi video. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn một cái tướng tay này là của một anh. Anh này cũng đã khá là lớn tuổi rồi. Anh này có gửi cái tin nhắn cũng như là cái hình ảnh cái bàn tay của anh qua cái trang fanpage của mình. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cái bàn tay này bởi vì mình thấy ở trong cái bàn tay này có những cái đặc điểm rất là tốt. Tuy nhiên mình cũng thấy được những cái khuyết điểm của cái anh này. Do đó mình muốn có một mặt là muốn phân tích những cái đặc điểm tốt của trên bàn tay này để cho anh này ảnh biết được những cái ưu điểm của mình và cũng như là để các bạn so sánh xem cái bàn tay của mình như thế nào. Đồng thời mình cũng sẽ cố gắng chỉ ra những cái khuyết điểm của anh để hy vọng rằng anh sẽ có thể khắc phục trong cái thời gian tới để có thể phát triển hơn. Thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái bàn tay này. Về cái tổng thể thì các bạn thấy được về cái cách xẻ bàn tay của anh đó, thì khi mà anh xẻ cái bàn tay này ra thì các cái ngón này nó hướng ra cái phía trước. Thì những người này thường là họ sẽ có cái tính hướng ngoại. Do đó những cái người này thì thường là họ có cái khả năng kinh doanh, có cái khả năng ăn nói, và cái công việc của họ nhất định phải đi xa để làm ăn hoặc là buôn bán giao lưu. Mình các bạn nếu như mà phân tích nhìn vào cái bàn tay thì dựa vào cái cách mà người ta đưa cái bàn tay, mình cũng có thể cảm nhận được cái người đó có cái tính tình như thế nào hoặc là sở thích như thế nào. Những người có hướng ngoại thì đương nhiên là họ sẽ có một cái khả năng xã giao rồi, và cái việc kinh doanh của họ cũng vậy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy được về cái màu sắc cái bàn tay của anh này. Chúng ta thấy trong lòng bàn tay của anh có cái màu đỏ sắc rất là ửng hồng như thế này. Thì những người nào có màu sắc ửng hồng như thế này thì trong thuật xem tướng tay thì đây được gọi là một trong những cái bàn tay nó có cái sự phúc khí. Một người có phúc khí tức là họ có được cái sự giúp đỡ của cái nhiều người, và cũng như là cái công việc của họ cũng sẽ rất là hành thông. Cái sức khỏe của họ cũng rất là tốt. Do đó có thể nói về thân tâm và tuệ của họ cũng phát triển khá là cân xứng đồng đều với nhau. Do đó những người này nếu như mà họ có một cái điều kiện để họ phát triển thì sẽ rất là tốt. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy được anh này ảnh có một cái ngón cái rất là trội. Nhìn vào ở đây chúng ta sẽ thấy được cái ngón cái. Các bạn lưu ý khi mà phân tích bàn tay thì đương nhiên cái ngón cái là cái ngón nó rất là quan trọng. Bởi vì qua cái ngón cái chúng ta sẽ thấy được cái nghị lực, cái ý chí của họ có kiên cường, có kiên trì hay không là ở cái đặc điểm này. Cái ngón cái mà nó to mà nó trội, nó to thì chúng ta dễ hình dung rồi. Còn nó trội tức là nó phải, ít nhất nó cũng phải ngang bằng cái trung điểm, cái đốt thứ ba của cái ngón trỏ này. Thì đây được gọi là cái ngón cái nó trội. Cái ngón cái mà nó trội thì chúng ta sẽ thấy được cái người đó có cái chí tiến thủ. Trong công việc của họ cũng sẽ rất là kiên trì bền bỉ với mục tiêu của mình đã đặt ra. Đặc biệt và đối với người đàn ông thì họ sẽ luôn luôn là một cái người chủ ở trong gia đình, là cái chỗ dựa của những cái người con và cái người vợ của mình. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy được mặc dù
Cái ngón cái này nó to nhưng mà các bạn nhìn thấy những cái ngón này nó hơi nhỏ và thậm chí nó không được đọc điệu cân xứng cho lắm. Cho nên có thể nói cái ngón cái là một cái ngón tốt nhất, là nó xứng tầm là một cái ngón cái trong bốn cái ngón còn lại. Thì nhờ vào cái ngón cái này tốt cho nên nó kéo được những cái khuyết điểm của các cái ngón còn lại. Nếu như mà ngón cái mà nó xấu nữa thì e rằng cái bàn tay này nó sẽ mất đi cái sự cân đối của nó. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới các gò. Anh này anh có một cái gò phải nói là rất là đẹp. Đó chính là cái gò thủy tinh. Cái gò thủy tinh là nơi hội tụ, nó nói về cái khả năng kinh doanh và cũng như là cái về cái cung tử tức của một người. Chúng ta thấy về cái gò thủy tinh này nó không có những cái đường cản phá cắt xéo hoặc là những cái vân tạp. Thì điều này cho thấy là ảnh có một cái khả năng kinh doanh. Mà đặc biệt ở đây là có những cái hướng, có đường tài vận. Đây chính là một trong những cái đường tiền tài. Nó thể hiện anh này ảnh có cái khả năng kinh doanh. Mà không những ảnh kinh doanh một ngành nghề mà thậm chí còn rất là nhiều cái ngành nghề. Đồng thời cái gò này nó cũng nói lên rằng là về hậu vận, mỗi người thì sẽ con cái của họ sẽ rất là có hiếu thảo. Thì đó là cái đặc điểm của cái gò thủy tinh. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ phân tích tới cái gò mộc tinh này. Cái gò mộc tinh phải nói rất là đầy đặn. Những người mà có gò mộc tinh đầy đặn thì đương nhiên là cái khả năng họ làm chủ rất là cao. Những người này thường là họ có cái tố chất lãnh đạo, có cái tiếng nói ở trong cái gia đình cũng như là ra ngoài xã hội. Họ sẽ có được một cái sự địa vị và cũng như là có cái danh tiếng. Thậm chí những cái người này là họ thường có một cái trực giác cũng khá là tốt. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái gò thái âm của ảnh khá là đầy và hồng hào. Những người có cái gò thái âm mà đầy đặn mà hồng hào như thế này thì phải nói là đây là một cái người mà họ rất có lọc lá trong cái việc kinh doanh. Và thậm chí những người này họ có cái trực giác cũng khá là tốt. Tuy nhiên cái phần gò thái âm này nó đầy đặn quá thì nó cũng không tốt. Cái gì nó cũng vừa phải của nó thôi. Ở đối với cái bàn tay này thì cái gò thái âm như thế này là nó phát triển cũng khá là đầy đặn và nó đồng đều. Nó cân đối với cái gò kim tinh ở bên đây. Gò kim tinh của anh này nó được một cái là tuy là nó đầy đặn cho thấy là cái bổn bền, cái sức khỏe, cái khả năng sinh lý của anh ta cũng rất là tốt đó. Nhưng mà về cái gò kim tinh mà có những cái đường như thế này thì chắc chắn là anh này sẽ có bệnh mà thường trong sách vở nó thường ghi lại. Những người này thường là bệnh về xương khớp đó các bạn. Thì nó sẽ gò mộc tinh nó có những cái dấu hiệu như thế này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới cái đặc điểm cái gò quả tinh dương thứ nhất. Gò quả tinh dương thứ nhất mà cao và nổi trội như thế này thì điều này cho thấy anh này anh khá là nóng tính, tính tình cũng khá là cương trực thẳng thắn. Và những người này thường là họ sẽ có một cái tính khí, nói chung là trong công việc đôi lúc ảnh cũng còn có một cái sự liều lĩnh. Mình có thể nói đây là một cái khả năng của anh ta về ưu điểm cũng như là một cái khuyết điểm. Cái ưu điểm đó chính là đôi khi trong cái cuộc sống của chúng ta có rất là ít cái cơ hội. Cuộc đời của chúng ta chỉ có khoảng chừng 5 cơ hội thôi. Nhưng mà trong đó có hai cái cơ hội là hầu như là chúng ta đã không cần tới rồi. Đó là cái cơ hội mà lúc chúng ta lên mười mấy, 20. Bởi vì chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta dễ dàng đánh mất nó đi. Và cái cơ hội thứ hai là cái cơ hội mà chúng ta về già. Về già thì chưa chắc gì chúng ta cần tới cái cơ hội để chúng ta phát triển đó nữa. Bởi vì lúc đó đã là quá muộn rồi. Cho nên trong cuộc đời chúng ta chỉ còn dọn dẹn ba cái cơ hội thôi. Mà ba cái cơ hội này nhiều khi trong cuộc đời chúng ta còn phải do dự đắn đo, suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng mất hết một hai cơ hội nữa. Cho nên vỏn vẹn trong cuộc đời của chúng ta không còn quá nhiều cơ hội. Mà đối với những người có gò quả tinh dương nó cao như thế này thì những người này phải nói là rất là gan dạ. Đôi lúc là họ rất là biết cách nắm lấy cái thời cơ, sẵn sàng đầu tư đi trước những người khác một bước. Cho nên có thể nói những người này họ giàu là một cái điều gì đó cũng không là quá bất ngờ. Và ngược lại cũng như vậy, nhiều khi người ta đầu tư như vậy thất thoát cũng là chuyện rất là bình thường. Do đó cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Cái gò quả tinh dương nó cao thì nó cũng có mặt tốt và nó cũng có cái mặt xấu. Người này mà nếu như mà giao cho họ cái binh quyền, cái nhiệm vụ gì đó trọng trách trong triều đình đó, thì những người này phải nói là họ rất là ghét những
cái người tham quan, quan lại sẵn sàng trảm những người mà họ không có cái một cái sự cống hiến hoặc là những cái quan tham đó, thì đây là một trong những cái tướng tài, có thể nói là một cái vị tướng ở ngoài ở chiến trường được. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới những cái đường nét chỉ tài. Chúng ta thấy anh này anh có một cái đường tâm đạo, tức là cái đường tình cảm, nó hướng thượng, đây không phải hướng thượng, nó hướng cao lên cái chân của cái gò thổ tinh, thì nó rất là cân xứng với cái gò quả tinh dư thứ nhất. Thì những người này thường họ có cái tính tình nó cũng hơi nóng nảy và đôi khi nó cũng hơi là cao ngạo một tí xíu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới cái đường sinh đạo. Cái đường sinh đạo của anh này có thể nói đây là một trong những cái đường sinh đạo nó bị đứt khúc, nhưng mà ở bên trong của anh còn có những cái đường sinh đạo đôi. Những cái đường sinh đạo như thế này thì cũng rất là ít có người có. Bởi vì những người có đường sinh đạo đôi thì người ta gọi đây là những cái người họ có phúc lớn, mạng lớn, kết hợp với lòng bàn tay mà đầy đặn mà hồng hào như thế này nữa, thì nó cho chúng ta khẳng định được cái điều đó. Người nào mà có cái gò kim tinh và cái đường sinh đạo đôi như thế này á, thì người ta nói là bổn mạng của ảnh sẽ được bảo vệ. Bởi vì nó giống như là một cái hai cái lớp bảo vệ vậy. Cho nên cái ở những cái khoảng trống như thế này mà đường sinh mạng nó bị đứt á, thì ở ngay lập tức ở ngoài đây nó có một cái sự nối liền che chở cái sự đứt khúc đó. Thì ý nghĩa của cái đường sinh đạo đôi nó là như vậy. Những lúc mà anh này anh có bệnh tật hay gì đó thì sẽ rất là dễ dàng vượt qua được. Nó mang một cái ý nghĩa như vậy. Tiếp theo chúng ta phân tích tới cái đường trí đạo. Cái đường trí đạo của anh là một cái đường tương đối là thẳng, cho thấy người này suy nghĩ rất là logic. Người này không thích những cái chuyện nó gọi là nó hơi dài dòng. Anh là một cái người có thể nói là người thật, việc thật, suy nghĩ được thì sẽ làm được, chứ không có về mặt lý thuyết cho lắm. Chúng ta thấy nữa, ở hai cái khu vực này nó có cái vân đảo, thì điều này nó cho thấy là trong cái đầu óc của anh ta cũng có một cái gì đó hơi đau đầu, hoặc thậm chí là cái mắt của mình nó cũng không được tốt cho lắm. Cũng có khả năng là người này họ chuyên về kinh doanh, cho nên cái việc mà suy tư nhiều, cái đầu óc của anh ta nó bị đau nặng là một chuyện cũng rất là bình thường thôi. Những người mà người ta làm việc đặc biệt là những người kinh doanh thì mặc dù chúng ta nhìn thấy họ nhiều tiền vậy thôi, nhưng mà thực chất họ cũng không phải là tự nhiên mà có được, mà phải họ sử dụng tối đa cái chất xám của họ để có thể có được cái đồng tiền đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó có được. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới cái đường này. Chắc có lẽ đây là một cái đường nó cũng rất là mới ở trong cái mọi cái video của mình trước đây là hầu như là không có. Cho nên hôm nay mình thấy cái đường này nó cũng hơi lạ, cho nên phân tích thêm. Thì đây là một trong những cái đường được gọi là cái đường phản kháng. Đường phản kháng tức là cái đường mà nó nằm dưới ở cái đường tâm đạo. Đây là cái đường tâm đạo. Còn cái đường mà nó nằm ở dưới song song, gần như song song với đường tình cảm á, thì đây được gọi là cái đường phản kháng. Cái đường phản kháng tức là cái đường nó sẽ nói là cái người này trong cái chuyện hôn nhân, cái tình yêu á, thì sẽ có cái mối tình ngoại triện, tức là vì một cái lý do nào đó mà người này bất chấp những cái lời khuyên răn của cái gia đình á, mà vẫn tiếp tục đi tới yêu một cái người đó. Cho nên vượt qua những cái thử thách đó thì đây được gọi là cái đường phản kháng. Cho nên có thể nói trong cái chuyện tình yêu của anh này cũng sẽ gặp rất là nhiều cái cản trở, và anh này là một trong những cái người mà có thể nói là sẵn sàng hy sinh bất chấp, và cũng như là có cái tính gan dạ của mình để mà vượt qua những cái sự cản trở đó. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới những cái dấu hiệu về cái đường kinh doanh. Chúng ta thấy trên bàn tay của anh này phải nói có một cái đường định mệnh nó rất là thẳng. Cái đường định mệnh này nó thẳng và nó xuất phát từ ở cái gò địa, và thậm chí ở từ cái đường sinh mệnh nó nói ra. Thì điều này cho thấy là anh này ảnh ra đời, anh khởi nghiệp cũng rất là sớm. Và cái đường định mệnh tức là cái đường công danh sự nghiệp của anh ta phát triển rất là tốt. Cụ thể nó thể hiện ở cái đường định mệnh này
nó rất là thẳng, sâu và đậm. Đây được gọi là một trong những cái đường định mệnh rất là đẹp. Nó thẳng mà nó sâu như thế này thì chắc chắn người này họ sẽ có cái thành tựu về cái sự nghiệp của mình. Chúng ta thấy nữa là ở trên cái gò, trên cái đường định mệnh này, anh này cũng có những cái hướng, cái đường kinh doanh nó hướng từ cái đường định mệnh, nó chẻ ra làm hai hướng. Một cái hướng nó hướng về cái gò thủy tinh, và một cái hướng nó hướng về gò thái dương. Thì nó sẽ tạo thành một cái hình như thế này. Thì những người này phải nói đây là một trong những người rất là đa tài. Họ có cái khả năng kinh doanh. Từ cái công việc chính này của anh ta, có thể nói anh ta đã kinh doanh thêm những cái lĩnh vực khác. Đây là một trong những cái đường tiền tài, cho thấy là anh này ảnh có thể cùng một lúc thu nhập 2-3 cái khoản tiền. Cho nên có thể nói đây là một cái bàn tay mà trước năm 40 tuổi anh ta đã gặt hái được rất là nhiều thành công nhờ vào cái khả năng, cái trí tuệ cũng như là cái bản lĩnh của mình. Do đó có thể nói kết hợp với gò thủy tinh và những cái sự gọi là có một sự đột phá, thì anh ta đã có được những cái thành tựu, cái tiền tài rất là sớm. Có thể nói đây là một cái bàn tay rất là nhiều tiền. Đây các bạn, đây là một trong những, nó giống như là một cây nỉa vậy. Những cái đường nét chỉ tay mà nó hướng lên, mà đặc biệt từ cái đường định mệnh mà nó hướng lên như thế này, thì đây là một trong những cái đường chỉ tay dự báo cho chúng ta người đó có cái khả năng về kinh doanh cũng như là cái khả năng thu nhập rất là tốt. Đồng thời chúng ta thấy được nữa là trên đường định mệnh này anh ta có một cái vân. Đây là một cái vân nó khá là tốt. Đây được gọi là cái vân ngộ quý. Nó giống như là một cái chữ nhân ở trong cái tiếng Trung Quốc đó các bạn. Thì đây gọi là chữ nhân. Thì cái vân ngộ quý, bản chất của nó đã nói lên được cái vấn đề, cái tốt của nó như thế nào. Tức là cái người này đi ra ngoài thì sẽ được quý nhân giúp đỡ. Điều này cho chúng ta thấy được rằng cái bàn tay của cái người này khi ra ngoài anh ta đã gặp được cái sự giúp đỡ rất là lớn, và đồng thời cũng là nhờ vào cái khả năng, cái trí tuệ, cái bản lĩnh của anh ta. Do đó có thể nói cái sự thành công của anh ta đến là một cái điều cũng không có gì là bất ngờ. Chúng ta thấy nữa là ở trên cái gò mộc tinh của ảnh cũng có một vài cái dấu hiệu, đặc biệt là ở đây có một cái ô vuông rất là to ở đây. Cái ô vuông to như thế này mà kết hợp với cái đường định mệnh nó có cái dấu hiệu như thế này nữa, thì rõ ràng đây là một cái người làm chủ chứ không phải là một cái người nhân viên bình thường được. Đây là một cái ô vuông, mà ô vuông rất là lớn nữa. Thì điều này cho thấy người này có cái khả năng lãnh đạo. Và họ trong cái khi mà họ làm việc trong bất kỳ công ty hoặc cái vị trí nào, nếu như mà họ làm chuyên viên thì nhất định sẽ là một cái chuyên viên ưu tú, giỏi nhất trong cái những cái người chuyên viên đó. Hoặc là nếu như mà họ làm lãnh đạo thì chắc chắn là một cái lãnh đạo có tâm và có cái thể có cái tiếng danh tiếng và xa được. Với cái tướng tài này thì hội tụ hai cái yếu tố, đó là cái khả năng về kinh doanh, đầu óc anh ta cũng khá là nhanh nhẹn, và cái khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên cái chuyện tình cảm thì nó hơi trục trặc một tí xíu, bởi vì có cái đường phản kháng nó ngự trị ở đây, thì nó cho chúng ta lưu đoán được cái điều đó. Với cái bàn tay này thì các bạn có thể thấy được ngoài sau khi 40 tuổi thì anh này ảnh sẽ có những cái chuyện nó không được tốt, bởi vì ở đây những cái đường kinh doanh nó cũng cho thấy là cái sự thất thoát ở đây. Trước năm 40 tuổi thì anh sẽ có rất là nhiều cái lợi lộc, tuy nhiên sau đó thì nó sẽ có những cái chữ lại. Điều này cũng không có gì là nó bất ngờ cả, bởi vì trong cuộc đời của chúng ta thì trước năm 40 tuổi thì nhiều khi chúng ta còn nhiều cái tinh lực, cái thể lực, cái trí tuệ của chúng ta nó còn sáng suốt. Con người mà thì càng về sau sức khỏe nó càng suy giảm đi, và đương nhiên cái trí tuệ của chúng ta cũng phải nương tựa vào cái sinh lực, cái thể lực đó. Khi mà thể lực, sức khỏe của chúng ta nó giảm yếu thì đương nhiên cái trí lực của ta nó cũng sẽ giảm xuống được. Thì với những cái tướng tài này thì mặc dù anh ta có sự suy giảm trong cái việc kinh doanh, nhưng mà với hai cái phân tiền tài ở cái gò thái âm như thế này, ô gò thủy, tự nhiên mình quên cái gò này luôn ta. Đây là một trong những hai cái dấu hiệu này thì nó cho chúng ta thấy được là người này về
sau này vẫn còn có cái khả năng kinh doanh nếu như mà trên gò thủy tinh của chúng ta có hai cái đường song song như thế này. Thì đây là một cái tướng tài mà mình muốn giới thiệu tới các bạn. Có thể nói đây là một cái tướng tài có cái khả năng về kinh doanh. Nếu như các bạn so sánh trên cái bàn tay mình có những cái dấu hiệu như thế này thì mình nghĩ rằng các bạn có cái khả năng và có cái tố chất về kinh doanh. Thì video của mình tới đây là kết thúc. Mình sẽ tiếp tục liên hệ với các bạn để xem chỉ tài ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.